Vậy là một con này nó chả là gì cả. Nhưng mà cũng có người thì nằm trong niềm mơ ước, còn cũng có những người thì còn đang lại thấy nó là hàng quốc dân. Đây là những bộ mic ạ. EVK100G3 đây ạ, 9 triệu một bộ, đẹp là 9 triệu các bác nhá. Chào 31 bác. Thank you 6 bác nhấn nút like rồi. EVK100G3 đầu 835. Đấy. Những cái bộ như này thì nó là 9 triệu một bộ các bác ạ, 9 triệu một bộ. À, nó lại bị ngắt nhạc mất rồi. À, nó ngắt nhạc mất rồi, để tiểu đưa cho nó tí nữa. Có loại gì giảm giá không bác? Bác chào bác Nguyễn Hoàng Huy ạ. Bác Nguyễn Hoàng Huy đang nhắm cặp nào bác cứ nhắm thử xem nào, nhắm thử xem em xem bác thích cặp nào đó nè. À, các bác xin phép các bác em uống một ngụm nước đã nhá. Các bác cứ xem đang nghiên cứu cái mẫu mã gì, các bác cứ comment trên kênh Giúp Tị Ninh Bình nhá. À, rất là đẹp, 74 triệu bác Hoàng Huy ạ, rất là đẹp, 74 triệu. Đây ạ, bác Hoàng Huy có không gian lớn không ạ? Khoảng bao nhiêu mét cho một không gian ạ? Đấy, đây là cặp SR4733X, cái cặp này nó là thuộc cái diện mạnh danh là vua mặt đất rồi các bác nhá. Đấy, mạnh danh là vua mặt đất rồi, thùng thì sơn cát. 2 bát 40 từ 220 100 đời sơn cát. Dòng này nó đánh thì tiếng thổi rất là mạnh và rất là xa các bác nhá. Nói chung bác nào mà đã có cái không gian lớn và ưa cái thể loại nhạc âm nhạc mạnh thì chơi sang những các cái dòng này thì đảm bảo các bác sẽ mỹ mãn lỗ tai luôn. Đấy. Đẹp thì với chất bãi như này thì chắc chắn là các bác xem các bác đã thấy rồi. Ngày hôm nay thì lâu nay thì cái quay trực tuyến này nhà mạng họ không cho quay ngang, cho nên là xem cái màn hình nó hơi nhỏ, các bác chịu khó xem giúp em nhé. Cái màn hình quay cho nên trên cái hình ảnh trên quay này nó hơi nhỏ nên các bác chịu khó xem giúp em. Em muốn quay ngang để cho cái màn ảnh rộng nó ra để các bác xem nó dễ, nhưng mà nó hơi giờ nó không cho quay ngang, lâu lắm thì em không quay ngang được đấy. Em đang quay nốt cái bộ mấy cái bộ mic 9 triệu này để cho các bác xem tham khảo, để bác nào mà quan tâm mà các bác nằm trong cái tiêu chí của các bác. Đấy, nằm trong tiêu chí của các bác thì các bác cứ comment mạnh trên kênh giúp em, hoặc là bất cứ khi nào các bác có nhu cầu thì các bác cứ alo cho Tị Ninh Bình, chúng em lại quay lại số điện thoại các bác nhá. Đấy, hoặc là những cái bộ EVK 300 G3 đầu 835 845 đây, EVK 300 G3 đấy, EVK 100 G3 thì các bác thấy là các cái deceiver của nó là nó có cái chỉ đỏ này, còn đây là EVK 300 G3 đấy, là cái màu nó hơi nâu sữa đây đấy, hơi nâu sữa các bác nhá. Đấy, thì những cái bộ như EVK 300 G3 này thì giá nó trên 10 triệu, nó dao động từ 14 đến 16 triệu các bác nhá. Bên đây bên dưới thì các bác thấy rằng em còn hai bộ full hộp, đó là 100G4. Đấy. Đây là Sennheiser EVK 100G4. Đấy. Là full hộp luôn các bác nhá, full hộp. Tức là những cái bộ này là những bộ chưa qua sử dụng, còn đầy đủ tất tần tật. Sách vở, tất cả các cái thiết bị đi theo nó đầy đủ như thế, các bác đập hộp thôi. Đấy. Thì những cái
bộ G4 này đẹp xuất sắc như này thì giá